សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនពីការសន្ទនាបាទប្រយោគលេខ1 What do you do? តើអ្នកធ្វើការងារអ្វី? What do you do? What do you do? បាទឃ្លានេះដែរគឺហៅថាជា expression បាទស្មើនឹងប្រយោគថា What your job?បាទដល់ពេលចម្លើយវិញ I'm a seller ខ្ញុំជាអ្នកលក់ I'm a seller I'm a seller បាទ seller ហ្នឹងគឺប្រែថាអ្នកលក់បាទអ្នកលក់ផលិតផលនៅក្រុមហ៊ុនបាទផលិតផលអីក៏បានដែរគឺ seller ហ្នឹងប្រយោគលេខ3 Where do you work តើអ្នកធ្វើការងារនៅឯណា Where do you workWhere do you work? បាទ where ហ្នឹងគឺជា W expression គឺយើងសួររកទីកន្លែងដល់ពេលចម្លើយវិញប្រយោគលេខ4 at company នៅក្រុមហ៊ុន at company at company បាទនៅពីមុខពាក្យ company ហ្នឹងបងប្អូនអាចដាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់បងប្អូនបានប្រយោគលេខ5What time do you start work? តើម៉ោងប៉ុន្មានអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើការ? What time do you start work? What time do you start work? បាទដល់ពេលចម្លើយវិញប្រយោគលេខ6 At 8 o'clock in the morning នៅម៉ោង8ព្រឹក At 8 o'clock in the morningAt 8 o'clock in the morning បាទនៅពីមុខម៉ោងគឺយើងប្រើ preposition at បាទ at 8 o'clock នៅម៉ោង8 in the morning នៅពេលព្រឹកប្រយោគលេខ7 What time do you finish? តើអ្នកចេញពីធ្វើការនៅម៉ោងប៉ុន្មាន? What time do you finishWhat time do you finish? បាទ finish ហ្នឹងគឺយើងប្រែថាបញ្ចប់បាទយើងចេញទៅធ្វើការគឺយើងប្រើពាក្យហ្នឹងគឺ finish បាទចប់ម៉ោងធ្វើការដល់ពេលចម្លើយវិញប្រយោគលេខ8 at 5 o'clock នៅម៉ោង5 at 5 o'clock បាទប្រយោគលេខ9 How do you go to workតើអ្នកទៅធ្វើការដោយមធ្យោបាយអ្វី? How do you go to work? How do you go to work? បាទយើងប្រើពាក្យ how ដាក់នៅខាងដើមប្រយោគសំណួរបាទសួររករបៀបឬមួយក៏វិធីបាទបើនិយាយពីធ្វើដំណើរវិញមានន័យថាអ្នកធ្វើដំណើរទៅធ្វើការហ្នឹងដោយអីដោយមធ្យោបាយណាបាទអញ្ចឹងចម្លើយវិញប្រយោគលេខ10 by busដោយឡានក្រុងបាទបាសហ្នឹងគឺឡានក្រុងបាទយើងប្រើដោយ preposition by បាទ by bus បើសិនជាបងប្អូនធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូ by motorbike បាទដោយម៉ូតូបាទប្រយោគលេខ11 How many children do you have in your section តើអ្នកមានកូនប៉ុន្មានអ្នកក្នុងកំឡុងវ័យរបស់អ្នកHow many children do you have in your section? How many children do you have in your section? បាទ how many ហ្នឹងគឺសួររកចំនួនប៉ុន្មានណាបាទ children ហ្នឹងគឺកូនកូនកូនបាទពហុវចនៈឯកវចនៈគឺ child ពហុវចនៈគឺ children បាទកូនកូនឬមួយក៏ក្មេងក្មេង Do you have បាទអ្នកមាន in your section ក្នុងកំឡុងវ័យរបស់អ្នកបាទ section ហ្នឹងកំឡុងវ័យបាទយករបស់អ្នកអញ្ចឹង in your section ក្នុងកំឡុងវ័យរបស់អ្នកដល់ពេលចម្លើយវិញប្រយោគលេខ12 I have two children ខ្ញុំមានកូន2នាក់ I have two children បាទបើសិនជាបងប្អូនមានកូន3នាក់ដាក់3មក I have three children បាទមាន4ដាក់លេខ4មកកន្លែងហ្នឹង I have four childrenខ្ញុំមានកូន4នាក់
Bà dân cho đó bây giờ lại đọc bấy. How often do you look at the children? Chị thoa mà đá, ta nẹ mơ thai con đau rộng biếm ná. How often do you look at the children? How often do you look at the children? Bà hào nâng cư xua rô rộng biếp rừng mơ câu vị thi. Bà dân đã nâng khẳng đàm bây giờ xâm nua. Bà often nâng cư chia adverb of frequency. Bà kỳ rìa sắp bí xét xâm đáy nợ phiếp nhận nhuộp. Bà prai tha chỉ nhận nhuộp rừng mơ có chỉ thoa mặt đà. Bà look at đang mau bị kỳ rìa sắp look. Bà prai tha kỳ lệch mơ. Đó là bê dân đã preposition at mau cư hai tha chỉ presol verb. Bà prai tha mơ thay ra xa. Bà look at nâng chia presol verb cư prai tha mơ thay ra xa. Bà prai chọp cho mỗi nâng preposition tăng thay mặt đón. Bà children, bà prai tha kmeng kmeng rưu môi con. Bà đọc bê châm lại với, bà dụng lệ đọc buôn. I look at the children many times during the night. Khi nhóm mơ thay ra xa con chia chả ràn máu cầm lòng bê dục. I look at the children many times during the night. Bà look at nâng cư mơ thay ra xa. Children, con, many times. Bà chỉ tràn máu, từ dù riêng, cầm lòng bế, đến này, bà bế dục. Bà bà dục lại đọc rám. How do you usually feel when you go home? Chỉ thoa mặt đá, ta nẹ miền à rộng dạng mạch đá, bế tới bà tìa. How do you usually feel when you go home? How do you usually feel when you go home? Bà usually nâng cư prai tha chia thò mặt đá. Bà feel nâng cư miền à rộm. When, bà nợ bê đá, you go home. Bà nẹ tới bà tè. Bà đọc bê châm lại vinh, bà dụ lấy đọc ra muối. I feel very tired. Khá nhóm miền à rộm tha hot nơi nà. I feel very tired. Bà tired nâng cư prai tha ọc khẩm lãng rừng môi con nơi hot. Bà worry nâng nè. Bà chân worry tired hot nơi nè. Bà chân bà bông có lệnh mơ nơi ca xoan tình yêu mùi vẹn tiết. Bà bà dụ lệnh đọc rằm pớl. Where are you? Ta nẹ nơi ai ná. Where are you? Where are you? Đọc bê châm lại với bà dụng lấy đọc rằm bấy. In the living room. Bà nơi bình tục từ tuổi nhiều. In the living room. In the living room. Bà living room nâng cứ bình tục từ tuổi nhiều. Bà dụng lấy đọc rằm bốn. What are you doing? Ta nẹ công bông thơ vừa vấy. What are you doing? What are you doing? Bà đọc bê châm lại với bà dụ lấy mập hấy. I'm talking to you. Khi nhóm công phong thì dễ cho mỗi nẹ. I'm talking to you. I'm talking to you. Bà talking nâng cứ mau bị kỳ rìa sắp đám talk. Bà prai thay nịt dễ. Bà dương prai nực nông present continuous. Cứ dương thay mà anh chị. Bà I'm talking. Bà dụ lấy mập hấy muối. Why are you laughing? Hai đầu với bạn chỉ nhẹ sai. Why are you laughing? Why are you laughing? Bà laughing nâng cứ prai thật sai. Màu bị kỳ rìa sắp đám cứ laugh. Bà đọc bởi dân thay mà anh chị máu cứ laughing. Đọc bởi châm lại với bởi dụng lệnh mà phải bí. Because there's a funny man on TV. Bị bố miên mà nụ cầm phai mà nét nơi khăn ông tù rửa tù. Because there's a funny man on TV. Bà bị khó nâng cứ bị bố. Bà cà nà xua nơi xùm nụ bà đàm làng đã bị vái. Bà châm lại với cứ because. Bà hai đọc với bà bị bố. There's a funny man. Bà miên mà nụ cầm phai mà nét. Bà funny nâng cứ bà thay cầm phai rừng mô cô của chọn sai. On TV, bà nơi khăn ông tù rửa tù. Bà dục lên mà phải bấy. What are you watching? Ta nẹ công bông mơ là vấy.
What are you watching? What are you watching? Bà watching nâng cư prai tham mơl. Bà mô bì kì rìa sạp đám cư watch. Bà kì rìa sạp watch prai tham mơl. Đọc bì tham an chi mà tới chìa watching. Đọc bì châm lại vinh, bì dụ lệnh mà phải bốn. A comedy program. Bà kà mà thi complain. A comedy program. Bà program nâng cư kà mà thi. Bà comedy nâng cư prai tham complain. Bà anh chân, a comedy program. Bà kà mà thi complain. Bà dụ lệnh mà phải bám. Are you enjoying it? Ta nẹ bình chật viết tế. Bà bình chật đang rương complain nâng tế. Are you enjoying it? Bà it nâng cư chùm nụ ai rương complain nâng á. Bà enjoying, mau bì kê rì giả sắp enjoy, bà prai tha rì 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 rương mùi cọc bình chật. Đọc bê dương time ing mau tê chía enjoying. Đọc bê chùm lại vinh, bà dụ lê mà phê bà mối. Yes, I am. But I'm listening to you too. Bà anh khnhông rì rì. Bàn tay khnhông có sạp nẹ nè dây đài. Bà yes, I am. Bà anh khnhông rì rì. Bà chào dì tâm rộng cắt á. But I'm listening to you too. Bà bắt nâng cư prai thạp bọn tá. Bà listening nâng cư prai thạp sạp mà bư kê rìa sạp đám cư listen. Bà dương prai phụ chọp cho môi nâng thú. Bà đọc bà dương prai nâng nông present continuous. Cư time ing. Bà I'm listening to. Bà dục lệch mà phê bàm bớl. Vé ni ta. Ta ni ta nâng ai ná. Vé ni ta. Bà vẻ nó cứ xua rộng tì cả lại nhé. Đang nê ta nữ. Đọc bê châm lái bà dục lệnh mà phê bà nó bấy. In the kitchen. Nơi khăn ông bà tiết bài. In the kitchen. In the kitchen. Bà kitchen nó cứ bà thà bà tiết bài. Bà dục lệnh mà phê bà muốn. Is she cooking dinner? Ta niên cầm bông châm ân là hà bê là nghệ rứ. Is she cooking dinner? Is she cooking dinner? Bà dinner nâng cư à hà bê là nghỉ. Bà cooking nâng cư mau bê kỳ rìa sắp khúc. Prai tha chậm ăn. Đọc bê chậm lại với. Bà dụng lệch xam sắp. No, she's talking to someone. Tê niếng gom bông cho chê cho mùi kì. No, she's talking to someone. No, she's talking to someone. Bà nâu nâng cư prai thạch tế. She's talking to. Bà niên gom bông tài cho chết. Bà someone nâng cư prai thạch nè nà mà nẹ. Rưu môi gọc kì. Bà dục lệ xàm sập mối. Who's she talking to? Ta niên gom bông tài dây cho mối nè nà kì. Bà who nâng nè nà kì. Who's she talking to? Who is he talking to? Đọc bê chậm lại vinh, bà dụ lệ xàm sập bí. Her friend bị sật. Mật phẹ niên bị sật. Her friend bị sật. Bà her nâng cư prai tha rạp bỏ niên. Bà friend nâng cư mật phẹ. Bà bị sật nâng cư mật phẹ nâng chung bị sật. Her friend bị sật. Bà dụ lệ xàm sập bí. And where are your parents? How cho hợp bụng mà đài rồi bỏ nét nơi này nè. And where are your parents? Bà e nâng cư how cho hai nâng. Bà vi a nâng cư xua rộ tì cả lại nhé. Are your parents? Bà parents nâng cư ở bụng mà đài. Bà xâm đài cho hợp bụng mà đài chẳng pin nữa. Cư dừng tới xe miền ế. Bà xân chìa parents ở đài tế cư xâm đài cho hợp bụng rừng môi cầu mà đài tay mơ rùa quỳ. Bà anh chấn. Nơi khăn ông bà dụng dưỡng ní cư xâm đại dụng ở bụng đại chàng bí rụ bà parents. And where are your parents? How cho ở bụng đại rồi bỏ nẹ nơi ấy ná. Đọc bê chùm lại vĩnh bà dụng lệ xàm sập bún. In the kitchen too. Nơi khăn ông bà tiết bài đài. In the kitchen too. Bà kitchen tiết bài too cư prai thật đài. Bà dương châu đo bà dụ lệ xàm sập rám. Are they talking to Dara? Ta bộ quạt công bông chơi chơi cho mùi nâng Dara rứ. Are they talking to Dara? Are they talking to Dara?
Bà đọc bây giờ lại với bây giờ lấy xam sắp ra mối. No, this is making dinner. Tê, bộ quát công bông thơ mà hộ. No, this is making dinner. Bà make dinner nâng cứ chấm ăn à ha, rưu môi của thơ mà hộp á. Bà dương bà cho môi nâng present con nhũ á, cứ dương thèm ăn chì. Making dinner. Bây giờ lấy xam sắp ra mối. What are they making? Ta bộ quát công bông tay chấm ăn à vậy. What are they making? What are they making? Đọc bây chấm lại với bây giờ lấy xam sắp ra mối. My mom is cooking pork and my dad is cutting the vegetables. Mẹ nhóm công bông chấm ăn sạch chứa hỏi bá công bông tay chật bần lại. My mom is cooking pork. And my dad is cutting the vegetables. Bà my mom, mẹ đã bỏ khả nhồng. Bà mom nâng cư bà thầm mẹ. Is cooking pork. Bà cầm bông chấm ăn sạch chữ. Bà pork nâng cư bà thầm sạch chữ. And hai nâng, my dad, bà khả nhồng, is cutting the vegetables. Bà chật bần lại. Bà khát nâng cư bà thầm cắt rưu môi cổ chật. Bà vegetables. Bà bà thầm bần lại. Bà đã em áo cư vô chân nã. Bà lại chả ràng. Vegetables. Bà bà dục lê xam sắp rộng bốn. Do they like vegetables? Ta bộ quạt cho chất bần lại thế. Do they like vegetables? Bà like nâng cư bà thay cho chất. Kê giả sạp. Đã bê chậm lại với bà dục tì sai sắp. Yes, they like. Bà bộ quạt cho chất. Rưu môi có sợi, cha, bộ quát cho chật. Yes, they like. Bà ổ quân bóng bộ nè bàn tam đàn nè ca bóng riêng bởi sao ổng kết nơi lươi channel SCA English rồi bỏ dừng khá nhóm. Bà bởi sân cho bóng bộ trong tam đàn nè video để update thamay thamay. Xôm cho lỡ bởi tông subscribe hay nâng sinh nhạc cần đăng. Bà xôm chùm riêng lia, xôm ổ quân.